Cross ở Paris. Đây là một trong những cái cảnh rất là đẹp. Đây nè, ở trên đây là nhà thờ Nicola. Cái này mình ở trên núi rồi nha. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới này, nó có những cái con đường nó làm rất là đẹp. Vô đây xuống nhà hàng ăn. Rồi cái những cái con đường này nó rất là dễ thương. Ở đây nó có những cái quán ăn. Rồi ở đây là đá này nha, đây là ở đây là cái núi. Xong rồi họ cất nhà trên núi nè. Mình xuống đây. Thì có những cái quán ăn đó. Cái bên ven biển. Đâu bây giờ anh quay ngược lại coi. Thấy cái nhà thờ rất là đẹp. Ở đây những quán ăn bên bờ biển. Nhìn nó rất là đẹp, dễ thương. Đây có những cái bờ biển nó rất là đẹp nha. Cái này là cái đảo nó tên là Saros. Nhìn rất là dễ thương, đẹp. Giờ mình có một ngày mình đi chơi ở đây. Qua ngày hôm sau lại thì trên đó là nhà thờ Nicola. Ở đây là ngoài biển. Ở đây là thoải mấy cái đây là cái quán ăn nè, nó nằm thoải ngoài cái bờ biển đó, rất là dễ thương, đẹp. Bây giờ mình quay cho các bạn coi chút xíu cái bên nhà thờ, cái quán ăn ngoài biển. Rồi có gì chúc gặp lại, còn quay nhiều cảnh đẹp nữa. Ok bye. Đây là thành phố Saros nha, ở Greece, cũng ở Hy Lạp luôn. Mình sẽ ghé đây mình chơi một ngày, xong ngày mai mình mới đi qua bên Mykonos.